Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay mình có dịp xuống anh cân mấy hàm lương nha mọi người. Đây là hàm lương của ông anh. Đây, những loại hàm lương ông sản xuất bán nha mọi người. Đây. Đây. Bên đây là 4 hầm, còn bên kia là 5 hầm nha mọi người, đang xúc bán bên kia. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem vòng vòng nha. Đây mình sẽ đi qua bên kia cho mọi người xem. Đây là đầu luôn mình chơi cân cái sạn cân nha mọi người. Là đang mấy anh đang cân lương nha mọi người. Lương vàng đẹp 505 nha. Gỡ cái này ra đây, đưa cho thôi. Gỡ này ra đây cho. Cái gì nè. Gỡ không? Đó. Không. Đó. Anh bán lương cái gì anh? Bán lương rồi sao anh có đi Bình Dương không? Không anh đi Bình Dương không, anh đi chỗ khác. Đây là thu hoạch lương nha mọi người. Thu hoạch xong là có nên đi Bình Dương hay không? Bữa nay bán lương nhà thiệt, nhưng mà có một cục kẹo sốt bụng nó cho cái ký thịt bò với mấy con vịt lộn chẳng sẵn kìa. Ai anh à? Anh Khang á, anh bảy một hộp bánh thịt bá luôn rồi mấy chục hộp vịt lộn nữa. Thịt bò hay là thịt trâu? Bò. Ừ, bò ăn chứ trâu không ăn nha. Đây mày gỡ, đang gỡ nha. Đây, cái đó là mồi nhậu ngon lắm nha. Rất là trâu luôn. Đó là 6 tháng tuổi nha. Ăn bán rồi. Tại nói cho em không ăn nhưng mà em nhịn cục thịt em biết trâu hay bò mà. Bữa nay em nuôi đúng 1 năm luôn nha mọi người, không phải 6 tháng, 1 năm á. Một bọc bắp với một bọc hộp thịt lợn cho bá. Mọi người có liên hệ là còn như hai là ba phải không? Lá thì mình coi cho mình sẽ để số điện thoại ở dưới nha. Rồi, luôn rồi đó. Trả lại nhà đủ luôn. Như là trả liền hả? Lương vàng luôn rồi. Lương này chắc cỡ qua 250 cho lên luôn rồi. Lương rất là to luôn, anh lương rất là đạt. Trời ơi, trong lương 100.000 đó. Không, nếu mà lương mà như thời điểm kia mà 180, 190 đi, con lương là cả trăm thiệt á. Có rẻ đâu. Này ra nè. Cũng đẹp mà. Nãy mới ra ngoài đục cái sắt luôn cái con chết. Đây là lương thành phẩm lên cho người xem cái cây. Nó năng niu nó là cái như phụ con gái vậy đó. Như em bé vậy đó. Con lươn này cả cũng 300 mấy gram rồi. Còn có 400 gram có. Đây. Thu hoạch lươn rất là vui nha. Anh bạo nó lên đó sao á, chứ vút vút cái đó là đường nào nước nhiều quá không được dính đó gì. Đó.
Đây giờ giòn rồi, mấy nhộn nhộn luôn. Thấy rồi. Còn rất là đẹp luôn á. Còn hai vòng bên đây nè. Với mấy bộ bên kia nha mọi người. Đây là thu hoạch khoảng 8 tấn nha các bạn. 10 vòng. Đây là mấy anh lái nè. Mọi người bán lương thì mình có để số điện thoại ở dưới cho người xem. Chạy ra. Chị này cũng lấy lương đó nha mọi người. Lần đầu tiên dám bắt con lên sao? Nãy chị mình gỡ gọi vậy này. Không mà cứ con lươn bự này. Ở đây là mình sắp bắt xong nha mọi người. Đây mình di chuyển qua bên đây. Di chuyển hôm nay là mình sẽ ăn cân mấy vòng này nha. Này. Di chuyển bắt 4 vòng này nha. Này thì nó hơi không được lớn hơn bên kia nha mọi người. Gió về ăn cái nồi dùng vậy ni lông nha. Này, giá thấp mình những năm dần nuôi lương này khổ rồi nha mọi người. Chết. Lương thấp thức ăn cao mà giá lương kiểu này không dần mình có nên tiếp tục nuôi lương hay không. Giờ mới xúc đường tiếp hai bò nữa nha mọi người. Nhưng mà giờ hết sọt rồi mình đợi nha. Nè bà bán mới có chưa hết mà bà chủ mới gầu vậy này nha mọi người. Ôi trời ơi mấy rồi coi. Nó khóc luôn rồi. Nhiều anh quay. 39. Thì mọi người có nên tiếp tục nuôi lương hay không? Tăng 9 50. Cần cho 3 tấn rưỡi cho mà 8 sọt mới đủ chả. Rồi sau khi bán lương xong rồi bữa tối mình rảnh mình sẽ tính lại cho các bạn xem và mọi người xem kết quả của ông anh mình một vụ nuôi lương lời hay lỗ nha mọi người. Mà mọi người có nên tiếp tục đầu tư vô nuôi lương hay không nha. Năm nay lương thì thấp, giá lương rất là thấp, thức ăn thì càng ngày càng tăng. 620 một bao 25 kg và cũng có loại 620 và chắc mười mấy ngàn là 20 kg. Lương á thì lái chê vô chê không màu, hay lương thì da lương thì không được bóng, sần sùi phú thứ. Hôm nay nông dân mình làm ăn rất là khó khăn. Nuôi lương không phải là sướng đâu mọi người, cũng cực lắm. Thức phia, thức cơm. Đầu tư vô rất là nhiều tiền, nhưng mà bán ra coi lợi nhuận cũng không được nhiều nha mọi người, rất là thấp. Rồi mình sẽ tính cho mọi người xem nha. Mình có hỏi ông anh thì ông bắt con giống á. Con giống thì 20.000 con. 1.000 con. À, tiền con giống thì 110 triệu. 110 triệu. Sau nuôi 9 tháng nuôi
9 tháng mấy gần 10 tháng. Tiền thức ăn. Tiền ăn là 93 triệu. Tiền điện. Tiền nữa là 10 triệu. Trong cái vụ nuôi á, trong vụ nuôi của ông anh mình á thì nuôi không có tốn thuốc nha mọi người. Đó là anh không sử dụng thuốc luôn á, không biết có tuyệt chiêu gì hay là kỹ thuật gì của anh mà không có tốn thuốc. À, chỉ tốn dinh dưỡng với men thôi. Và men đó rất là hay á, mổ men như 200 ngàn, ăn lương rất là phát nha. Bữa nào mình lấy cho mọi người xem men dinh dưỡng. Men dinh dưỡng là 1,4 triệu. 1,4 triệu rồi mình cộng lên cho mọi người xem kết quả. À, một thao vụ nuôi nha. 0, 3, 7, 10, 1, 2. Rồi xong. Kết quả một vụ nuôi thu hoạch là chi phí mình đầu tư vào tiền điện nước dinh dưỡng con giống là 227 triệu nuôi trong vòng 9 tháng mấy 10 tháng. Đây. 10 tháng mà chi phí đầu tư là 227 triệu. Mua một thời gian 10 tháng thì bán lương được là 270 triệu. Rồi mọi người thấy sao, thấy cái lợi nhuận nó thế nào? Mọi người sẽ có nuôi lương xong mọi người biết đó, thì nuôi lương cũng không sướng nha, rất là cực, rủi ro rất là cao luôn đó. Rồi mình sẽ cộng cho mọi người xem là là 43 triệu, trừ nó lộn cho mọi người, trừ cho mọi người xem. Là còn 43 triệu. Rồi sao mọi người thấy cái kết quả mà sau 10 tháng nuôi mọi người có nên đầu tư vào nuôi lương không? Mình thấy thì cũng ai mà ở nhà không có đi làm mướn á thì có thể đầu tư được. Mình lấy cái giống như mình làm mướn cho mình thôi, không đi làm mướn cho người khác ha. Chứ nuôi lương bây giờ nuôi rất là nhiều, rất là nhiều nên lương nó thu tiêu thụ không hết á, rất là dư rồi giá lương rất là thấp. Với lại dịch á, lương không đi xuất khẩu được. Đó. Nhưng mà 10 tháng 43 cũng đâu có lợi nhuận cao. Thì nông dân mình năm nay làm ăn rất là khó khăn. Rồi ai có muốn đầu tư vô nuôi lương á thì suy nghĩ lại nha. Bây giờ khó khăn lắm, không phải như lúc trước. Rồi mọi người nhìn xem kênh á, mọi người nhớ đăng ký giùm mình nha. Rồi mình có đi cái chuồng trại khác á, trại khác mình sẽ quay cho mọi người xem và báo giá. Mà thương cái lái lương để số điện thoại cho mọi người. Mọi người để biết mọi người liên lạc để bán lương nha. Rồi, bye chào mọi người nha. Chúc mọi người
hai cái chăn nuôi á, thì năm nay luôn đạt được giá nha mọi người. Chúc nông dân mình cho bớt khổ, chào nha, bye bye chào mọi người.